Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước Châu Âu về Nhân quyền ECHR ở Nga. Moscow đã thông báo cho các tổng cho tổng thư ký Hội đồng Châu Âu về việc rút ra khỏi tổ chức này theo điều 7 trong quy chế của tổ chức. Quy định rằng bất kỳ thành viên nào của Hội đồng châu Âu đều có thể rút khỏi tư cách thành viên khi có thông báo chính thức. Theo đó, các quyết định của Công ước châu Âu về nhân quyền ECHR được thông qua sau ngày 15 tháng 3 năm 2022, thời điểm Nga nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng châu Âu sẽ không được thực hiện, trong khi việc thanh toán bồi thường theo các quyết định của ECHR sẽ chỉ được thực hiện bằng đồng rút và chỉ cho các tài khoản trong các ngân hàng của Nga. Ngoài ra, các phán quyết của ECHR sẽ không được xem là cơ sở để xem xét các quyết định do các tòa án Nga đưa ra. Trước đó, ngày 7 tháng 6, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, thông qua dự luật loại bỏ quyền tài phán của ECHR đối với Nga